Dạ, đội hiệp sĩ Giang Vĩnh Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong những ngày gần đây anh em hiệp sĩ Bình Dương có đang ghi nhận đặc biệt là rất nhiều, càng ngày càng vô số rất nhiều. Hôm nay anh em hiệp sĩ Bình Dương tiếp tục ghi nhận là một thông tin hiện nay là một anh trai đang sinh sống ở một nơi rất xa về đây với mong muốn nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương ghi hình đăng tin để kịp vợ. Dạ, câu chuyện nào kính mời cô chú anh chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi, xin chào anh trai nhé. Anh có thể giới thiệu anh tên gì? Tên Trần Văn Triệu. Trần gì? Trần Văn Triệu. Trần Văn Triệu hả? Anh Triệu nhiêu tuổi rồi? 45 tuổi. 45 là sinh năm mấy? 1979. 79 à? Tuổi con dê hả? Anh Triệu ơi. À, tuổi thân hả? Tuổi thân là 44, 80 chứ không phải 79. Anh quê ở đâu? Quê ở Cà Mau. Ồ, xa vậy hả? Xuống Cà Mau xuống dưới là 60 mấy cây. Là 60 mấy cây nữa? Dạ. Ồ, vậy là mình ăn biển chưa? Ăn biển. Ui, gần biển luôn hả? Đang ở sát cửa biển luôn. Cũng sát biển luôn hả? Sát cửa biển Bồ Đề. Ồ, vậy anh đang làm công việc gì? Làm lưới đánh cá phai. Đánh cá phai là gì, cá gì anh? Cá phai ở ngoài biển không? Cá phai. Cá phai to không? Nó cỡ yến không? 10 con tí. Cá à, 10 con một yến hả? Dạ. Ồ. 10 con một yến hay là một, hay là bao nhiêu? 10 con một yến, ở đây là tiêu một yến ở dưới là có ký. 1 ký. 1 ký. 1 cân nữa. Vậy là con một lạng đúng không? Dạ. Ồ, mình nói vậy 100 gram một con, yeah. 10 con 1000 gram là một lạng ra 1 ký, yeah. Ừ. Ôi, khổ nhé, này là gặp anh Cà Mau này. Anh chắc hay đi biển lắm hả? Đi biển tối ngày. Ôi trời, biển ngay. Sáng đi chiều gì à? Sao mình không đi một ngày thôi, còn mình nghỉ buổi tối. Có khi nói ngày cá thì có giác nào thì đi giác nấy, có khi đi nửa đêm tới sáng cũng không chừng. Ồ, sao anh lại biết là có cá ngoài biển giờ nào? Bởi vì mình làm cái nghề mình biết. Ồ, mình rồi, biết cái nghề. Anh hôm nay anh về đây tìm vợ đúng không? Đúng rồi. Vợ anh sinh năm mấy? Sinh 1990. Ui giời ơi, sao vợ trẻ trên trong 10 tuổi rồi hả? Dạ. Vợ trẻ mấy? Vợ này vợ một hay vợ hai? Một bà hồi xưa tới giờ. Có một bà hả? Một bà. Trước anh đẹp trai đúng không? Nó cũng như vậy hả? Trước cũng như vậy hả? Dạ. Như vậy sao quen được vợ trẻ vậy? Vì có cái hoàn cảnh. Ồ. Như vợ con này cũng có cái hoàn cảnh, nhưng hoàn cảnh này tôi không mới ra được. À, đặc biệt. Cảm ơn anh. Rồi anh cho anh hỏi này. Anh có đăng ký kết hôn với vợ không? Có. Mình được mấy người con đó? Ba. Ba con hả? Trai hay gái? Hai gái một trai. Ôi, tội nghiệp quá trời luôn. À, nghẹn lòng luôn. Hai gái một trai. Con gái nhiêu tuổi rồi? Bé lớn 16 tuổi. Còn nhỏ. Bé nhỏ hôm nay chỉ có ba, chưa được 36 tháng. Ôi trời, nhỏ vậy hả? Anh ở Cà Mau mình có nhà không? Có, nhà cũng nhà con, nhà thông thường gì à? Nhà kiểu nhà tiền chế đúng không? Không, nhà cây nhưng mà lợp tôn giường lá gì đó. Vợ anh quê ở đâu? Cũng ở đó luôn. Cà Mau luôn hả? Dạ. Có gần nhà mình không? Gần, ông về vợ cách nhà có chừng 500 mét. Ồ, trước như vậy là mình đi bộ cho mình tán vợ đúng không? Hồi xưa thì cũng đi nhà của mình, nhà của ruột mình thì ở bên Hố Gùi. Rồi mình đi qua đó mình mặn gặp vợ mình. Ôi, tội nghiệp. Mà bé bây giờ, bé nhỏ đang mình. Tôi bỏ bé đi lên đây. Tôi kiếm vợ về cho con tôi. Tôi đau lắm, hôm giờ tôi đi xe tôi lên đây đó. Mà tôi lo cho bé vậy. Mà vợ tôi gửi bao nhiêu tin nhắn mà nó cũng không trả lời cho tôi. Rồi tôi điện, có khi nó nghe, tôi nói không qua 3 tiếng chuyện là nó tắt. Mỗi chuyện tôi làm nó cũng biết, tôi có lỗi với vợ tôi. Nay tôi cho, nay tôi cũng nói cái lời xin lỗi với vợ tôi. Tôi đã biết lỗi rồi, nhưng tôi mong vợ tôi về với con tôi cho nó hết bệnh. Cho cái bệnh này, cái bệnh nóng bệnh sốt á thì nó sẽ hết, còn cái bệnh này cứ ngửa đi nó kêu mẹ ơi tôi chịu không nổi.
tôi thương vợ tôi bằng cả cái cuộc đời của tôi đó, mà một cái đồng cái nó bỏ nó đi rồi. Anh cho hỏi là vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Lê Thị Hồng Sa. Sa hả? Dạ. Lê Thị Hồng Sa. Lê Thị Hồng Sa. Sinh năm 1990. Dạ. Quê quán tại Cà Mau luôn hả? Dạ, quê quán ở xã Tam Giang Đông, ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang Đông, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Từ khi anh cưới vợ đến giờ phút này, vợ anh làm công việc gì? Nội trợ. À, sao mình cũng cho vợ đi làm? Thấy hồi trước thì có đi làm, nhưng mà thấy vợ con nó cũng đã lớn rồi, con cũng 14 tuổi rồi, nó đi mặn đi cha được. Cho nên để vợ con ở không, rồi cũng như nấu cơm nấu nước, rồi làm nước làm nôi, những chồng uống vậy thôi. Chứ bây giờ thì bây giờ vợ đi mặn đã cực vậy rồi, giờ để cho vợ sung sướng, cho nó hưởng lạc sung sướng, nhưng mà cũng không ngờ nó chơi cái điện thoại rồi bây giờ nó 1, 2, 3 cái nó đùng nó bỏ nó đi. Vợ anh chơi điện thoại à? Chơi cái gì đấy? Coi những cái TikTok hả? TikTok đồ đó. TikTok lại TikTok rồi. TikTok là bỏ vợ bỏ chồng không quá. Nhưng mà tôi cũng có cái đời. Bây giờ ai cũng có cái lỗi. Vợ tôi nó cũng có cái lỗi, tôi cũng có cái lỗi. Nhưng mà bây giờ vợ chồng vì con đi, những cái gì bỏ qua hết, rồi mình sẽ làm lại từ đầu. Chứ từ ngày vợ tôi đi tới giờ, tôi đi kiếm khắp xứ cùng nơi. Vợ anh từ trước giờ, từ khi anh cưới vợ đến giờ phút này, vợ đã đi khỏi cái tỉnh Cà Mau chưa? Có đi khỏi, đi tỉnh Bạc Liêu, nhưng mà không có khỏi tỉnh Bạc Liêu. Rồi tới cái ngày mà hai vợ chồng tôi cải cử á, là vợ tôi nó đi lên Sài Gòn, nó đi lên Long An này. Và sao biết Sài Gòn nữa hả? Con nhỏ cháu nó đi lên trên này trước. Ồ, dắt đi hả? Đó, rồi cái bắt đầu nó mới ấy, rồi cử cải, rồi nó đi một quận đầu. Là tôi điện, tôi năn nỉ, tôi bước về. Tôi nói á, là bây giờ về vợ chồng thắng thích màn ăn để nuôi con. Mà tôi nói thì tôi nói không à, vợ tôi nó không có cái lời hứa. Nhưng mà mình nghĩ, mình nói vợ mình nghe. Chứ cái lời hứa thì mình không cần thiết vợ mình hứa. Đó, nhưng tôi nghĩ vậy. Nhưng về ở một thời gian cũng gần một tháng tôi nhớ không rõ. Rồi vợ tôi nó mới cũng nói chuyện đồ với con cháu cũng vậy. Rồi tôi nói chuyện con cháu, nó nháy mắt với con cháu. Ồ, nháy mắt hả? Nháy mắt bên trái bên phải? Nháy mắt con cháu, nó nháy rồi. Ồ. tôi nói chuyện với cháu mà bà nháy mắt đó là cái ý nghĩa là cái gì? Ừ. Cháu trai cháu gái? Cháu gái. À, cháu gái. Đó, rồi cái bắt đầu tôi mới nói, tôi hai chồng tôi cự cãi, tôi mới nói bây giờ bà muốn cái gì thì bà nói đi, chứ bây giờ lục xục lại cái gì, rồi làm sao làm ăn làm gì được. Bà muốn đi thì bà cứ đi, tôi không cản. Rồi đó, rồi nhỏ gái thấy hai mẹ con cũng muốn đi, tính cho nhỏ gái đi theo, rồi đưa nhỏ gái lên chảnh màn, rồi vợ lên chảnh ở 5-10 bữa gì đó, rồi cho nó ngoan ngoai, nó vui vẻ, rồi nó về. Con nhỏ thì để nhà tôi giữ, thì chỉ có hai cho hai mẹ con nó đi thôi. Rồi tôi cho mẹ con nó đi tới gần tới Hậu Phòng á, con tôi nó mới điện về, nó khóc, nó nói cha ơi, con không đi đâu. Tôi mới nói thôi con không đi thì con quay lại đó. Mới con tôi quay lại, con nói thôi vậy con không đi thì con nói với mẹ con quay lại, thì quay lại rồi xong con xuống đò quay lại, còn mẹ thì bỏ đi luôn tới giờ. Anh Trâm hỏi này, vợ anh đến giờ phút này á, từ khi anh sống chung với nhau á, dạ, có ba mặt con rồi, vợ anh bỏ nhà đi bao nhiêu lần rồi? Chỉ có hai lần thôi. Lần đầu tiên là khoảng bao nhiêu ngày? Lần đầu tiên là khoảng hai tháng trước. Mới đây hả? Dạ đúng rồi. Đi đâu? Lần đầu tiên là đi lên chỗ nhỏ cháu chơi. Ở Sài Gòn hả? Ở Long An nè. Long An. Ngã tư. Rồi được, là Long An được rồi. Xong rồi về thì vợ anh có xin lỗi là vợ anh sai không? Không, cái vợ tôi xin lỗi là không có. Không có hả?
Anh gọi vợ bằng gì mà vợ gọi anh bằng cái gì? Xưng hô với nhau bằng cái gì? Tôi ngày xưa, hồi xưa tới giờ, bây giờ cháu giận cỡ nào cũng anh với em, còn giận quá thì kêu bằng ông, chứ không bao giờ kêu bằng mày. Nhưng mà vợ anh gọi anh bằng vợ gì? Vợ có khi giận quá, vợ chửi tôi. Đó, nhưng mà cái chửi đó là không phải là mình bắt bẻ gì vợ con. Nhưng cái chửi đó mình nghĩ rằng á, vợ nó thương mình, nó gầy, nó chửi, nó mới nói với nhau với mình, nó chửi như thế. Anh từ trước anh có làm gì sai, có lỗi lớn với vợ không? Không. Thế còn vợ anh? Vợ tôi á, thì nói ngay, cái lỗi thì có. 16 năm trước tôi sống với vợ tôi á, là vợ tôi nó có cái lỗi rồi. Nhưng mà tôi không chấp nhất. Lỗi lớn không? Lỗi rất to. Ui trời. Nhưng mà tôi xin lỗi, cái này là cái lỗi của vợ tôi không nói. Rồi, hiểu rồi. Đó, lỗi của vợ tôi rất to nhưng mà tôi đều bỏ qua. 16 năm sau vợ tôi nó chuyện thọn vậy đó rồi. Dạ, lại lỗi nữa, lại mà một cái lỗi nữa đúng không? Đó, vợ chồng xích mích là bỏ đi. Anh cho hỏi này, anh làm về trong thời gian từ trước đến giờ ấy, anh làm mình có đưa tiền cho vợ không? Hoàn toàn vợ giữ hết. Thường anh thu thập, thường thường anh thu nhập một tháng trung bình khoảng nhiêu tiền? Thì nói chung cũng một tháng mười mấy, rồi 20, rồi có khi 30, 40 cũng chừng. Đưa hết luôn hả? Yeah. Đưa hết cho vợ luôn? Đưa hết. Nói chung được nhiều đương nhiên. Yeah. Anh đi mấy ngày anh về một lần? Đi trong ngày về, có khi cá, có cá bằng đêm là đi. Đi đêm? Ôi trời. Là đi với cháu bé là chỉ có 14 tuổi thôi. Đi với con trai hả? Dạ. Yeah. Ôi trời, sao con trai không cho đi học? Nó không chịu học nữa. Nó nhỏ vậy, nay mai nó là khổ anh nhỉ? Không chịu học nên ai khổ lắm. Nó kêu, cha ơi, con nghỉ rồi. Cha để dành tiền, con học đó, cha nuôi em học đi. Ôi, cha có thấy nhà khổ quá hả? Không phải là khổ, mà con á, nó thấy cha mà cực. Rồi đó nó mới bỏ học, nó đi mặt. Con anh có chịu khó không? Có. Giờ hiện nó khác hả? Từ hồi vợ tôi đi tới giờ, một đêm mới nó bằng chỉ có được 30 ngàn thôi. Tôi nói thôi con ơi, con nghỉ đi. Đi làm gì một đêm nó có 30 ngàn? Thì bắt bà kia trong rừng. Ôi trời. Mà phải có 14 tuổi thôi. Nó bự con không? Nó cũng chung chung chứ không bự gì mấy. Đi một mình hả? Không, nó đi với những bạn bè ở trong xóm đó đó. Ôi trời. Khổ. Và anh đi đến giờ phút này bao nhiêu ngày rồi? 10 ngày trở lại. 10 ngày vợ anh gọi cho anh mấy lần rồi? Gọi thì ít gọi lắm. Tôi gọi không gọi thì thôi. Mà có nói chuyện với tôi thì cũng nói 1-2 tiếng chuyện rồi tắt máy nè. Vợ anh trước khi đi là có đem theo gì đi không? Có, vợ tôi trước khi đi đeo cái cọng dây chuyền. Lớn không? Cọng dây chuyền là hồi cách nay cũng 14 năm rồi. Là sắm là 7 triệu mấy. 14 năm rồi hả? 14 năm rồi. Rồi với cái đôi bông, với cái đồng hồ, với cái điện thoại. Điện thoại là tôi mới mua. Đợt này vợ tôi về đó, vợ tôi đòi mua đó. Rồi tôi mua cho vợ tôi đó. Ngoài ra vợ anh có xài tài khoản đó? Không. Tiền mặt đều có không? Tiền mặt thì hồi đi tôi đưa vợ tôi có 1 triệu à. Thế còn tiền từ trước giờ là vợ anh xài làm sao hết được? Anh đưa cho vợ anh làm sao vợ anh xài hết được? Vợ tôi không xài. Vợ chồng á, hồi đó tới giờ xài cái gì là vợ tôi nói. Thế tiền đâu hết rồi? Tiền á thì hồi đi á, vợ tôi nó để lại cho tôi hết. Không lấy tiền. Lúc cự cãi á là vợ tôi á, tôi nói tôi cũng có kể cái những cái chuyện, tôi cũng có nói những cái chuyện hơi nặng đó. Vợ tôi xức kem xức phấn á, tôi đặt một cái đợt kem vậy là 500-600 ngàn. Đó rồi tôi mới nói á, thôi bà ơi, hồi xưa bà mua cái hũ kem có 10 mấy ngàn bạc à, mà bây giờ con nó đã lớn rồi, bà xài như vậy á thì tôi cũng vẫn cho bà xài, nhưng mà chừng nào mà mình màng có tiền á thì bà cứ xài, còn mình màng không tiền á thì cũng bà thương cha con tôi. Mà trong cỡ một tháng vậy là anh không muốn cho vợ xài kem hay sao? Không phải là không muốn cho vợ xài kem, nhưng mà cái không có tiền là không xài đúng không? Cái lúc mình ngặt nghèo á, cái lúc mình thiếu hụt thì... Ủa mà anh từ xưa giờ là con anh có đi học, hiện nay là có đứa nào đi học không? Không. Thế đâu có thiếu tiền? Nó nghỉ hết rồi. Anh đi làm một tháng mà vẫn kiếm được tiền mà.
Nói sao mà thiếu được? Làm cái nghề biển á thì không có ai mà không có nợ. Mằng có nhưng vẫn nợ. Không nợ nhà nước cũng nợ. Mình có tàu không? Có. Tàu lớn không anh? Nhỏ. Ra khơi hả? Làm vỏ cái vỏ BK, vỏ cam xít á là có 7m9 nè. Mình nghe một thước ba 7 thân. Mình mua đấy là nhiêu tiền đấy? Mình mua hết thảy lưới xăm đồ luôn đó, là làm xong xuôi hết lưng là một trăm mấy hả? Mấy vậy cũng nhiều tiền đấy hả? Yeah. Đến giờ phút này là anh đang nghi ngờ là vợ anh nha, anh đi làm về anh đi làm biển đúng không? Yeah. Là vợ ở nhà là bấm điện thoại nhiều. Yeah. Sau đó là có thể quen ai đó mà vợ anh bỏ đi. Yeah. Hai vợ chồng cãi nhau giận nhau cái hôm ấy nó có lớn tiếng không? Yeah. Có. Chửi nhau hả? Nói nhiều cái nghe nó nặng nề lắm. Có là chửi nhau từ trước đến giờ đúng không? Kiểu vậy là có. 2 tháng nay là chửi nhau suốt. 1-2 tháng nay hả? 2 tháng nay là chửi. Tự dưng là chửi nhau. Mà tôi chửi thì chửi chứ tôi nói thì nói, tôi chửi thì chửi chứ vợ tôi nó không có trả lời. Nó chỉ vô rồi tôi chửi quá rồi nó chừng mắt lên nó dòm tôi có nửa con mắt vậy thôi. Nhưng cái tâm sự thì nó dòm dòm có lửa con mắt là dòm sao? Nó liếc tôi không à, cái ui, nó không có dòm thẳng cũng như hồi xưa. Bây giờ là năm trước là liếc yêu đúng không? Bây giờ là kiểu liếc hận thù phải không? Dạ đúng rồi. Ồ đấy. Liếc liếc này rồi. Yêu rồi. Tôi nói bây giờ vợ tôi nó ở đâu á thì nó về dưới gia đình đi. Anh đã thông báo cho gia đình bên vợ biết chưa? Tôi ở bên vợ. Ồ. Ai cũng đều biết hết bên vợ. Mọi người có tìm giúp anh không? Biết liên hệ đâu, tìm giúp không? Biết đâu mà tìm liên hệ không được. Ngoài con gái nhỏ tôi ra, cái điện thoại con gái nhỏ tôi ra là không ai điện được hết. Bây giờ anh đang nghi ngờ là vợ đi theo phương hướng là đi theo mấy một người nào đó. Nghi thì tôi không dám nghi. Thế vợ tôi nó đi ra đi cũng như là cái cú điện thoại đó, nhưng mà vợ tôi cái cuộn đầu về là nó có tâm sự với người chị, là nói là em đã bỏ cái điện thoại rồi chị ơi, mà anh chịu ông không tin em, nhưng mà vợ tôi không có tâm sự được với tôi cái đó, cho nên tôi vợ anh ở nhà những lúc mà anh vô tình anh thấy vợ anh có gọi điện nhắn tin cho ai nói nhiều không, liên tục không? Nhắn tin thì không có thấy, nhưng mà nói chuyện thì có nghe. Nghe tiếng đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Ủa trời. Là lâu rồi. Là 2 tháng trước đó. Vậy là bây giờ em hỏi anh nè, những ngày anh đi biển, ví dụ anh đi từ sáng đến tối về, yeah. Vợ anh ở nhà anh làm gì, vợ anh làm gì anh có biết không? Không, ở nhà thì vợ làm gì thì không biết. Không biết, đi đâu và làm gì không biết. Đi đâu làm gì không biết. Ở gần nhà anh có nhà nghỉ khách sạn gì không? Ở quê nhà anh ấy? Không. Nhà trọ? Không. Nói chung là có nhà hoang không? Không. Vợ tôi nói chung là không đi đâu hết, nhưng mà chỉ chơi cái điện thoại đó thôi. Chơi điện thoại đâu liên quan gì? Mà bây giờ lại cũng như trong cái cuộc chuyện điện nói chuyện hò hẹn tôi nghe và tôi làm đùng lên vậy thôi, chứ thật sự vợ tôi nó tốt lắm. Vợ thì tốt rồi, vợ thì tốt chứ, tốt với các bạn con nhé. Tốt quá rồi. Nhưng mà lại bây giờ nó nói vợ anh có bao giờ ý định là bỏ anh đi bỏ các con đi không? Có bao giờ nói chuyện với anh như vậy không? Không, hồi trước tới giờ là không có. Thế tại sao mà lý do gì mà tại sao mà trong 2-3 tháng này trước thời điểm vợ anh mới bỏ đi mà vợ anh lại nhìn anh bằng lửa con mắt? Yeah. Lý do? Nhiều khi cái mình có nói thật tí. Mình không biết. Còn nhiều là mình không biết đúng không? Nhiều khi đi mặn về á, vợ chồng nằm nói chơi. Nói thôi bà ơi, bây giờ làm như hết duyên hết nợ rồi thôi, vợ nói mình hết duyên hết nợ rồi. Vợ bảo vậy hả? Ly dị đi cho xong. Vợ nói vậy hả? Đúng, vợ nói vậy. Ồ, rồi, nhưng mà cái đó mình cũng không để ý. Những cái chuyện đó như vợ chồng người vui vẻ rồi nói chơi qua lo vậy thôi. Tự dưng mà nó nói là hết duyên hết nợ. Thật sự là tôi cái ngày vợ tôi đi rồi tôi mới suy nghĩ lại. Cái những cái câu đó là vợ tôi trong lòng nó nói thật. Điểm báo trước rồi đúng không? Dạ, nhưng mà tôi không có ngờ được, không có ngờ được. Bây giờ thế này nè, anh thì có thể là một là anh không biết, yeah. Và hai có thể anh đang giấu những bí mật. Giấu. Nhưng mà anh nói chuyện từ nãy giờ là anh em nghe rồi, giấu đầu thì cái đuôi thì to lắm.
gọi đầu voi đuôi chuột, nhưng mà chuột này là chuột to, chuột bạch. Nói cho anh biết thế này, hầu như đa số, không phải hết 100%, nhưng đa số tất cả cánh đàn ông hoặc cánh mày râu, nhiều trường hợp rất thường bảo, đa số là ai cũng thường bảo. Đúng. Trừ giả một số trường hợp đặc biệt là nhậu nhẹt bê tha là không thương vợ, đa số là ai cũng thương vợ. Mỗi một người thương có một kiểu khác nhau, có người thương cho vợ đi làm và có người thương bắt vợ ở nhà. Hay còn trường hợp của anh là cá biển, anh là thương vợ và không muốn cho vợ đi cực khổ, bởi vì cái ngành, cái nghề biển nó rất cực khổ, em biết chắc chắn là nó rất cực khổ, đúng không? Dầm mưa dai lắm, phải lội bùn lội sình, tắm nước mưa, nước muối, nước mặn, đúng không ạ? Vì vậy cho nên anh quyết định cho vợ anh nghỉ, anh chấp nhận là anh chịu khổ cũng được. Vì vậy cho nên anh đi từ sáng trưa mà thậm chí là từ tối đến sáng. Vợ anh ở nhà rất buồn. Có thể cầm chơi vui với cái điện thoại. Vô tình một ngày đẹp trời, có ai đó người ta thả thính: em ơi, em đang làm gì vậy? Cho anh làm quen em được không? Em tên gì và em ở đâu? Em có người yêu chưa? Em có chồng chưa? Xem đẹp gái, em dễ thương vậy. Vân vân và vân vân. Một hôm, hai hôm, một tuần, một tháng, mai quyết định hẹn gặp nhau uống cà phê. Già là tặng cho bó bồng hay tặng cho cái gì đó, hoặc là mặt này mặt bắt đầu nó mới thổi lỗ tai vào anh, bởi vì anh đi từ sáng tới tối mà. Thế cho nhiều khi là anh ở gia đình bên vợ, đôi khi một số người ta biết thì người ta sẽ giấu, người ta không dám nói thật sẽ mất lòng. Cho nên vợ anh âm thầm và vợ anh buồn mấy tháng nay, cho nên vợ anh nhìn anh bằng lửa con mắt. Trước đây vợ anh nhìn vào anh bằng hai con mắt, nhưng mà đến giờ phút này nhìn bằng lửa con mắt. Mà thậm chí mà vợ anh không thèm trả lời anh, là anh hiểu rồi. Một người phụ nữ không thèm trả lời chồng và coi thường nha, những ý kiến hoặc là chồng đang hỏi, thì đó là vợ đang chắc chắn là đang có tình cảm với người khác, chứ không có một lý do gì đó mà tự dưng là vợ anh nhìn bằng anh ngửa con mắt, đúng không? Thế nhiều khi anh giấu thì giấu, đồng ý là thôi, thì nói chung là cái này là anh em không có ép buộc anh bắt buộc phải nói chuyện. Anh muốn chia sẻ là cái việc, cái quyền của anh tự trong lòng anh biết anh ạ. Nhưng mà đây anh em chỉ có một lời khuyên chân thành dành cho anh. Đa số là đàn ông thương vợ, chiều vợ, giao tài sản và không quan tâm để ý thời gian công việc của vợ. Là 10-10-10 là vợ đi theo người khác. Bởi vì ai cũng đều phải có công có việc anh ạ. Chứ nhàn quá sẽ sinh ra rất nhiều tật anh ạ. Người ta rảnh rỗi sinh ra rất nhiều tật, tật nọ, tật vui đến tật buồn, mà tật buồn đến tật xấu anh ạ. Đó, hết câu chuyện là nọ đến câu chuyện kia, người ta bảo khôn nhưng mà nói nhiều thành dài anh ạ. Chứ có một ông nào mà khôn mà nói nhiều vẫn thành khôn hết. Khôn nhưng mà nói nhiều là thành nhà khôn, người ta chắc chắn là sẽ nói dài. Vì vậy vợ cho anh ấy là anh ấy nói là vợ anh là không nhắn tin, mà thậm chí nhắn tin là anh không biết, nhưng mà đôi khi gọi điện với nhau anh đã thấy rồi, mà nói chuyện với người đàn ông. Chứ không có lý do gì vợ anh dám bỏ ba đứa con anh để đi như vậy, mà anh là một người chồng tốt. Đó, anh em đã ghi nhận và đăng tải rất nhiều thông tin rồi. Cho nên vì vậy ấy, hy vọng ấy, bây giờ cái thứ nhất là mình cũng không khóc, mình là một người đàn ông, đúng không? Tôi không khóc vì vợ tôi đi, mà tôi khóc vì con tôi. Thương đúng không? Mình là người đàn ông, chân thì đạp đất, mà đầu thì đội trời, ngâm ngoài mưa ngoài biển, nước mắt mình còn chịu được mà. Nên bây giờ thì thôi, cố gắng giữ gìn cho khỏe. Cái nhất là hiện nay ba đứa con anh đang phải trông chờ anh. Nha, anh là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các con này. Tôi bỏ con tôi đi lên tới đây tôi tìm vợ tôi, thì tôi cũng có lời nhắn như vậy. Nếu mà vợ tôi có coi được cái video này á, thì vợ tôi cuốc đồ lại ngay chăng ở chỗ nhà, chăng ở chỗ cái chú Hải làm việc á. Đó, cuốc đồ lại chú Hải làm việc đó, rồi điện cho tôi đi. Anh rước đúng không? Tôi qua tôi rước vợ con về, tôi rước vợ tôi về cho con tôi. Mà tôi xin hứa từ đây trở lên vợ chồng sống nuôi con, chứ tôi không càm ràm những cái chuyện không ra đâu nữa. Anh bên mí mắt bên trái anh có lốt ruồi đúng không? Đúng rồi. Đó. Anh nhìn cái bên này nè, lốt ruồi rất lớn, đuôi mắt. Nói chung là con người ta anh ấy, không ai mong muốn mình cực khổ hay mình nghèo khổ hay mình phải buồn chán. Ai cũng mong muốn là mình có một cuộc sống an lành và hạnh phúc. Tôi bây giờ tôi cũng mong như vậy đó. Vợ con tôi nghe được cái video này, nghe được cái thông tin này, thì vợ con tôi á uống đồ đi lại ngay chăng ở chỗ trung tâm chú Hải làm việc.
rồi tôi qua tôi đón. Nếu như mà vợ tôi mà cố chấp để cho chú Hải đi kiếm cực khổ á, chú Hải giận á, thì chú Hải làm gì thì tôi không biết. Thì bây giờ á, tôi đã chấp nhận, tôi lên đây là tôi chấp nhận tất cả những điều kiện vợ tôi sai tôi bỏ qua hết, còn tôi sai tôi sẽ sửa. Mình có nhậu nhẹt bê tha say xỉn không? Không. Mình không đã bao giờ từ khi sống với nhau đến giờ một phút này mình có đã... nhậu thì anh em nhậu vài ly rồi tôi cũng vô mùng tôi ngủ. Tôi... từ khi mà anh sống chung với vợ đến giờ phút này anh có đánh vợ bao giờ? Có một lần là mới nông sống chung 6 năm. Tôi có 8 vợ tôi một bạc tay. Một cái một hả? Một cái một. 6 năm sau tôi chỉ nhủ lòng tôi nói bây giờ mình đi mình đá cục đất nó còn đau mà quýnh người ta có chịu nổi không? Thế từ ngày đó là mình ân hận đúng không? Rút kinh nghiệm. Cuộc đời của tôi, cái tâm tôi á thì nó thiện nhưng mà cái miệng tôi thì nó khẩu đi. Thấy là phải chửi. Anh nóng tính lắm hả? Đúng rồi, thấy là phải gầy. Nhìn mắt anh nhìn là biết là nóng tính. Có nhiều khi gầy á, quá vợ nói làm gàm vợ chịu không nổi. Thôi bây giờ này, mọi chuyện này bây giờ là đều xảy ra, đều lỡ rồi, và đều là quá khứ này. Không may bây giờ vợ đã bỏ đi rồi, chưa biết là vợ bỏ đi với ai, vợ đang làm gì, vợ đang ở đâu. Nhưng hôm nay anh nghe về đây, anh cũng chia sẻ tâm trạng của anh, và thực sự anh em nghe rất là, và nó rất buồn. Vợ thương các con anh, hiện nay không học, vợ thì bỏ đi. Anh thì làm nghề biển thì thực sự rất cực khổ. Thì anh em mình chính vì em sẽ xin phép anh đăng tải tất cả những thông tin của anh lên tất cả trang mạng xã hội, để hy vọng là sớm tìm thông tin chính thức vợ anh đang ở đâu, giúp anh, giúp các con này, anh đồng ý không? Dạ đồng ý. Rồi cảm ơn anh. Anh còn điều nào muốn chia sẻ không? Thì tôi cũng có cái lời như thế, bây giờ vợ con mà có thấy cái video này á, thì hiện tại bây giờ á, tôi đang ở cái chỗ chú Hải nè. Có thấy cái video này thì cuốn đồ á, đi qua kêu xe ôm chạy qua ngay chỗ chú Hải đi, bao nhiêu tôi trả tiền rồi đi về với chồng con, chứ đừng nên để chú đi kiếm, để chú đi kiếm mà nó những cái chuyện khác nó xảy ra thì tôi không bảo đảm. Rồi, là ok, tôi giao tất cả cái quyền lợi cho chú giải quyết. Rồi cảm ơn cái cuộc chia sẻ của anh. Cuối video này em xin phép được thay mặt các anh em chiến dương em luôn luôn cầu chúc cho anh nhiều sức khỏe và chúc cho các con anh luôn luôn ngoan ngoãn và nghe lời cha. Hy vọng là anh em chiến dương đăng tải thông tin này thì sớm nhận được thông tin chính thức vợ anh. Và biết là vợ anh đang ở đâu, anh em sẽ có lời khuyên giúp vợ anh quay trở về với anh, với các con anh. Anh có đồng ý không? Dạ đồng ý. Dạ kính thưa cô chú anh chị, nếu ai phát hiện thông tin chính thức hẹn em gái là hiện nay đang sinh sống ở đâu, có thể Long An hoặc Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương hoặc Vũng Tàu, thì có thể báo tin giúp anh em đội hiệp sĩ Quân Đầm Dương theo số điện thoại 0913785858. Đây tiếp tục một câu chuyện tiếp theo. Một ông chồng hiện nay phải bật khóc từ một tỉnh rất xa, từ Cà Mau về đây khoảng trên 400 km của chú anh chị. Rất nhiều trường hợp trong thời gian gần đây anh em đã ghi nhận và đăng tải rất nhiều. Rất nhiều người thương vợ thương con mà không cho vợ là con làm gì và làm bao nhiêu, tin tưởng vợ tuyệt đối, giao hết toàn bộ tài sản cho vợ. Nhưng đến giờ phút này đa số là đến rất nhiều trường hợp mất vợ và thậm chí mất cả tiền. Về đây tay thì rung, mắt thì khóc, tâm trạng thì lo âu, thực sự là rất buồn và rất tội cho các anh trai này. Cuối video là xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.